Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. 54 bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu được áp giải đến tòa. Phan Công Khanh bị bắt vì cầm cố siêu xe của khách để lấy tiền. Xử lý nghiêm đảng viên vi phạm trong vụ FLC, AIC, Vạn Thịnh Phát. Bắt 3 cán bộ trung tâm đăng kiểm 8103D về hành vi nhận hối lộ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thảo luận vấn đề mở rộng NATO. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng nay ngày 11 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử 54 bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu. Phiên tòa dự kiến kéo dài 30 ngày, gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật, ghi nhận của báo Dân Trí. Khoảng 7 giờ, các bị cáo được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải đến tòa. Sau khi bước xuống từ xe chuyên dụng, các bị cáo nhanh chóng được đưa vào phòng xét xử. Bên ngoài, lực lượng công an siết chặt, những người tham gia tố tụng, bao gồm luật sư, phải qua cửa an ninh, với sự kiểm soát nghiêm ngặt từ các cán bộ công an. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, 54 bị cáo, những người này bị truy tố về 5 tội danh khác nhau, trong đó 21 người nhận hối lộ, 23 người đưa hối lộ, 4 người môi giới hối lộ, 4 người lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 2 người lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng có 105 luật sư đăng ký tham gia bào chữa, một số luật sư cùng lúc bào chữa cho hai bị cáo. Nhóm bị cáo có nhiều luật sư nhất gồm Vũ Hồng Quang, cựu cán bộ Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, cùng được 6 người bào chữa. Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, có 3 người bào chữa. Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, có 2 người bào chữa. Nhằm phục vụ xét xử, tòa án triệu tập 16 công ty thương mại du lịch, dịch vụ với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phần lớn trong số này là các pháp nhân có liên quan trực tiếp đến hành vi đưa và nhận hối lộ. Thông tin từ báo Vietnamnet, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Công Khanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, Khanh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn K-Shopper, chuyên kinh doanh siêu xe tại Việt Nam. Ngoài ra, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng ra quyết định bắt tạm giam Mohamed Dafa, sinh năm 1996, quê An Giang, là nhân viên trong showroom K-Shopper của Khanh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, chị LNTH, tên viết tắt, ngụ thành phố Thủ Đức, có mua một xe McLaren vào giữa tháng 4 năm 2023 trị giá 10 tỷ đồng. Thông qua quan hệ xã hội, chị H biết và nhờ Phan Công Khanh bán chiếc xe trên số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, nhưng không giao giấy tờ xe. Ngày 23 tháng 5, Khanh cần tiền trả nợ nên đã nói dối với chị H đưa giấy tờ xe McLaren để khách mua, xem xe. Qua điều tra và lời khai của Khanh xác định, thực chất không có khách mua xe nào đến showroom để xem xe. Khanh làm như vậy với mục đích là để lấy được bản chính giấy tờ xe McLaren thì mới cầm cố xe được để vay tiền. Sau đó, Khanh đã đưa xe cùng toàn bộ giấy tờ cho nhân viên Mohamed Dafa, đem xe đi cầm cố cho Đặng Minh H, tên nhân vật đã viết tắt, sinh năm 1991, ngụ quận Bình Tân, để lấy 2 tỷ đồng. Pha biết rõ là Khanh nói dối chị H nhưng vẫn làm theo chỉ đạo. Hiện Khanh không còn khả năng chuộc xe về để trả cho chị H. Ngày 10 tháng 7, phát biểu tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú khái quát lại một số kết quả nổi bật trong nửa năm qua. Thông tin từ Vietnamnet, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, về việc kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Điển hình như các vi phạm liên quan đến tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, qua kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đã nhận diện ngày càng rõ hơn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ kết quả kiểm tra, giám sát đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời những quy định, cơ chế, chính sách bất cập, chồng chéo không còn phù hợp. Theo thông tin từ báo Tin Tức, ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với hai phó giám đốc và một đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm 8103D, thành phố Pleiku liên quan vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ xảy ra tại trung tâm này. Ba người bị bắt tạm giam gồm Vũ Văn Tiên, phó giám đốc, Nguyễn Văn Xuân, cựu phó giám đốc, Phan Văn Hùng, cựu đăng kiểm viên. Liên quan vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cũng ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Ngọc Phước, ngụ phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, làm nghề mua bán ô tô. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, năm 2022, trong quá trình kiểm định xe cơ giới, Vũ Văn Tiên, Đỗ Văn Xuân, Phan Văn Hùng đã nhận tiền của Nguyễn Ngọc Phước và nhiều cá nhân nhằm hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo trái quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An ngày 10 tháng 7 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về tội mua bán người đối với hai đối tượng là chủ và quản lý cơ sở massage ở tỉnh Bình Dương, gồm Hoàng Thế Khoa, 45 tuổi, thường trú xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, và Tạ Thanh Hiền, 23 tuổi, thường trú xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin từ báo Tin Tức, qua điều tra, lực lượng chức năng xác định trong tháng 6 năm 2023, hai đối tượng này đã mua và bán lại nữ bị hại NNKN, tên viết tắt 18 tuổi, cho đối tượng Lê Văn Giáp, 37 tuổi, với giá 9,6 triệu đồng. Sau đó, Giáp tiếp tục bán N. Cứ thế, N bị mua, bán qua tay nhiều lần. Trước đó, ngày 26 tháng 6, tại khu vực cách đường biên giới 400m thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tổ công tác của đồn biên phòng Mỹ Quý Tây phát hiện bắt giữ ba đối tượng đang dùng xe hơi chở NNKN tìm cách qua Campuchia. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đang chở N sang Campuchia bán cho một công ty với giá 18 triệu đồng. Và phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Chiều ngày 10 tháng 7, thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, dông lốc vừa xảy ra tại huyện Hải Lăng gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, công trình và cây cối. Thông tin từ VTC News. Theo đó, dông lốc đã làm 170 nhà dân ở xã Hải Trường, tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, hư hại với mức độ thiệt hại từ 30 đến 70%. 5 hộ bị tốc mái tôn. Ngoài ra, mái tôn của trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài bị ảnh hưởng từ 30 đến 50%. Trường mầm non Hải Trường bị đổ sập tường rào và tốc mái nhà để xe. Trận dông lốc cũng làm gần 200 nhà dân ở huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị tốc mái, ảnh hưởng tới một số công trình, cây cối gãy đổ. Hệ thống kênh mương ở thôn Mỹ Trường, xã Hải Trường bị sập với chiều dài 24 mét, cùng nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ. Trong khi đó, dông lốc cũng khiến 22 ngôi nhà tại thị trấn Diên Xanh và 3 ngôi nhà tại thị xã Hải Sơn bị tốc mái, hư hại. Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc một người bị chém thương tích nặng do mâu thuẫn từ việc hát karaoke gây ồn ào. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 9 tháng 7, ông Bùi Văn Hiếu, 41 tuổi, trú xã Bầu Lâm, huyện Xuân Mộc, tổ chức uống rượu và hát karaoke tại nhà. Lúc này ông Cao Văn Sơn, 56 tuổi là hàng xóm, nhà ở đối diện cho rằng ông Hiếu mở hát karaoke gây ồn ào, không cho ông nghỉ ngơi nên dùng dàn loa karaoke của mình mở âm thanh lớn hướng về phía nhà ông Hiếu để trả đũa. Một lúc sau, giữa ông Hiếu và ông Sơn xảy ra mâu thuẫn, cãi vã lớn tiếng rồi thách thức đánh nhau. Ông Sơn vào nhà lấy cây rìu dài khoảng 81cm, còn ông Hiếu lấy một cây rựa dài khoảng 60cm, đi ra đường lao vào ẩu đả. Tại đây, ông Sơn dùng rìu tấn công nhưng ông Hiếu né được. Cả hai tiếp tục đánh nhau bằng tay. Khi ông Sơn bị quật ngã, ông Hiếu dùng rựa tấn công làm ông Sơn bị thương nặng,
được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. Ghi nhận thông tin từ báo Dân Trí, ngày 10 tháng 7, cơ quan tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ án chủ quán cà phê bị kẻ gian đâm tử vong. Khoảng hơn 3 giờ sáng cùng ngày, ông Trần HD, tên viết tắt, 45 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, phát hiện có kẻ gian đột nhập, lục đồ đạc trong quán cà phê của mình. Trong lúc người đàn ông và con trai giằng co với kẻ gian, vợ ông D đã gọi điện thoại báo với lực lượng dân phòng về sự việc và yêu cầu hỗ trợ. Khi lực lượng chức năng có mặt, người đàn ông 45 tuổi đã bị kẻ gian tấn công, con trai nạn nhân cũng bị đâm vào lưng. Dù được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên ông D không qua khỏi. Sau khi gây án, nghi phạm đã bị lực lượng công an bắt giữ. Theo thông tin từ báo điện tử VTV News, ngày 10 tháng 7, tin từ Công an phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết đã trích xuất camera làm rõ danh tính nam thanh niên ném bom xăng vào nhà một người dân ở khu phố 4, phường Đức Long. Cụ thể, theo camera của gia đình bị ném bom xăng ghi lại, vào khoảng 1 giờ 26 phút ngày 10 tháng 7, có một người đàn ông đến trước cổng và bật quẹt ném bom xăng vào nhà. Sau khi ngọn lửa bùng lên, người này rời khỏi hiện trường. Đến 3 giờ 50 phút rạng sáng cùng ngày, người đàn ông này quay lại đến trước cổng và bật quẹt tiếp tục ném bom xăng vào nhà. Tuy nhiên, chai bom xăng bị vướng vào cổng rơi xuống. Người này lập tức cầm lên và ném vào bên trong sân nhà khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Được biết, vào thời điểm người đàn ông nói trên ném bom xăng, trong nhà có 5 người. Cả hai lần người này ném bom xăng chỉ làm cháy các vật dụng xung quanh và người nhà đã hô hoán kịp thời dập tắt. Vụ việc đã gây hoang mang và thu hút rất đông người hiếu kỳ. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm qua ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Trảng Bàng củng cố hồ sơ xử lý 25 người tụ tập đua xe trái phép. Cụ thể, 25 thanh niên từ thị trấn Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh thông qua mạng xã hội đã rủ rê tụ tập để đua xe trái phép. Tại khu vực phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng, nhóm thanh niên nói trên dùng 22 xe mô tô chạy xe tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô gây mất trật tự công cộng. Qua làm việc, nhóm thanh niên tham gia đua xe có tuổi đời còn rất trẻ, từ 18 đến 30 tuổi. Chỉ vì thích thể hiện nên đã rủ rê tụ tập đêm khuya để đua xe trái phép. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ hôm nay. Hãng tin Reuters cho biết, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken đã thảo luận việc mở rộng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong một cuộc điện đàm trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh của Liên minh. Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra trong 2 ngày 11 tháng 7 và 12 tháng 7. Theo thông tin từ Vietnam Plus, sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang hối thúc NATO nhanh chóng xem xét và hoàn tất quy trình kết nạp nước này vào khối giữa lúc chiến tranh với Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cho biết, ông không nghĩ rằng có một lập trường thống nhất trong NATO nhằm cho phép Ukraine gia nhập liên minh quân sự này vào thời điểm hiện nay khi xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra. Ngày 10 tháng 7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã lên án kế hoạch của Mỹ đưa một tàu ngầm hạt nhân chiến lược đến bán đảo Triều Tiên. Hãng Tân Hoa Xã đưa tin, ghi nhận thông tin từ Vietnam Plus. Hãng thông tấn Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, việc Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang đầu đạn hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên đồng nghĩa với việc vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ sẽ lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực này kể từ năm 1981. Tuyên bố gọi nỗ lực của Mỹ nhằm đưa vũ khí hạt nhân chiến lược tới bán đảo Triều Tiên là vụ tống tiền hạt nhân trắng trợn nhất chống lại Triều Tiên và các nước láng giềng, đồng thời là mối đe dọa và thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu. Bình Nhưỡng kêu gọi Washington chấm dứt ngay lập tức tất cả các động thái khiêu khích. Đài Sputnik thông tin, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chính quyền Ukraine đã thực hiện một nỗ lực không thành công trong tấn công các mục tiêu ở khu vực Crimea, Rostov và Kaluga bằng tên lửa phòng không S-200 đã được chuyển thành tên lửa tấn công để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất. Theo thông tin từ báo tin tức, đại diện bộ này cho biết, một trong những tên lửa S-200 mà Ukraine phóng vào lãnh thổ Nga là nhằm vào cây cầu Crimea, nhưng tên lửa còn lại bay tới một sân bay quân sự ở khu vực Rostov.
báo cáo của lực lượng hàng không vũ trụ Nga gửi Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho hay, 4 mục tiêu đạn đạo của Ukraine đã bị phá hủy vào ngày 9 tháng 7. 2 tên lửa S-200 đã bị phá hủy bằng hệ thống phòng thủ. 2 tên lửa tương tự khác đã bị tiêu diệt bằng phương tiện chiến tranh điện tử. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.